Sáng ngày 20 tháng 7 năm 2019, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt PC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau 5 ngày tổng kiểm tra tất cả các loại xe tham gia giao thông trên đường, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố có những chuyển biến tích cực. Theo đó, Cảnh sát Giao thông đã tổng kiểm soát hơn 3.500 trường hợp, lập biên bản hơn 2.400 trường hợp, tạm giữ 12 xe ô tô, 261 xe máy, đã có hơn 1.900 trường hợp thực hiện quyết định, nộp kho bạc nhà nước hơn 1,5 tỷ đồng, phạt tại chỗ 711 trường hợp, nộp kho bạc nhà nước hơn 380 triệu đồng. Vì trong thời gian qua chúng tôi đã tiến hành tổng kiểm soát trong 5 ngày qua đã mang lại một cái hiệu quả rất tích cực. Tình hình giao thông trên địa bàn thành phố trong 5 ngày qua chỉ xảy ra 3 vụ, so với cùng kỳ thì tai nạn giao thông rất nghiêm trọng là giảm đến 12 vụ. Chúng tôi thấy là một cái hiệu quả rất đáng mừng. Trong đợt tổng kiểm tra này, tất cả phương tiện tham gia lưu thông trên đường dù không có lỗi vi phạm ban đầu, cảnh sát giao thông vẫn dừng phương tiện để kiểm soát. Cảnh sát giao thông sẽ kiểm tra 4 loại giấy tờ: giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe, chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự với xe cơ giới và giấy tờ khác theo yêu cầu. Sau một tháng cao điểm, PC08 sẽ tổng kết xem tình hình giao thông có chuyển biến như thế nào, từ đó kiến nghị công an thành phố và Bộ Công an, Cục Cảnh sát giao thông có những giải pháp trọng tâm hơn trên địa bàn thành phố trong những tháng cuối năm 2019. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.